phim Trạng Quỳnh, Trấn Thành vào vai Sẫm, bạn của hai vai chính do Quốc Anh và Nhã Phương đảm nhận. Cả ba có một chuyến hành trình với nhiều gian truân nhưng cũng không ít chuyện hài hước. Nói về sự xuất hiện của danh hài trong phim của mình, nhà sản xuất Thanh Thúy nhận định Trạng Quỳnh sẽ mang đến một Trấn Thành tiết chế và sâu sắc hơn. Bởi có những giai đoạn, Trấn Thành quá đắc sô, dù muốn toàn tâm toàn ý cho vai diễn vẫn không tránh khỏi phân tâm. Nhưng với Trạng Quỳnh, Trấn Thành theo sát đoàn phim nên tránh được tình trạng phân tán tư tưởng. Phim Trạng Quỳnh của Thanh Thúy Đức Thịnh sẽ khởi chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2019. Thưa quý vị, thịt heo có lẽ đã trở thành một món quen thuộc trong mỗi bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Thế nhưng đây cũng lại là một món ăn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Điển hình nhất chính là bệnh sán dây lợn, thưa quý vị. Xuất phát từ chính thói quen, tập tục ăn uống cũng như là sinh hoạt của người dân, dẫn đến việc hình thành sán dây lợn trong cơ thể người có thể có chiều dài từ 1 đến 8 mét và có thể tồn tại trong suốt cuộc đời của một con người, gây ra nhiều hệ lụy khôn lường. Vâng, và như chúng tôi đã đưa tin lần trước về phát hiện kinh ngạc được Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng thành phố Hồ Chí Minh công bố, có đến 108 trên 904 mẫu máu nhiễm ấu trùng sán dây lợn ở thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Thông tin này đang trở thành tâm điểm dư luận trong những ngày qua. Cụ thể như thế nào thì xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận ngay sau đây. Trong hơn 100 người nhiễm bệnh sán dây lợn trên địa bàn huyện Bù Gia Mập thì tại xã Phú Nghĩa chiếm 9,19%, cụ thể là 26 trên 283 mẫu xét nghiệm, ở Đắc Ơ là 14,9%, cụ thể là 48 trên 322 mẫu xét nghiệm, xã Bù Gia Mập chiếm 11,37%, tức 34 trên 299 mẫu xét nghiệm. Để tìm hiểu thực hư, phóng viên Miền Đông 24 giờ đã có mặt tại Bù Gia Mập, một trong những huyện biên giới của tỉnh Bình Phước, nơi mà cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Điều đáng chú ý là theo ghi nhận của chúng tôi, một số người đồng bào dân tộc thiểu số tại đây hiện vẫn còn giữ thói quen nuôi heo thả rông, một trong những yếu tố có nguy cơ cao dẫn đến bệnh sán dây lợn. Người dân ăn sử dụng những thực phẩm mà không được nấu chín thì sẽ nhiễm ấu trùng sán dây lợn. Sau đó thì nó phát triển lên thành sán trưởng thành ở trong cơ thể. Sau đó thì trong đường tiêu hóa và tiếp tục thải ra môi trường. Nếu mà không được ăn uống không hợp vệ sinh, sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh, không ăn chín, uống chín thì sẽ dễ bị nhiễm ấu trùng sán. Điển hình là tại hồ nuôi con Điểu Yên tại thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa, nơi vừa được phát hiện trong thịt heo có bị nhiễm ấu trùng sán dây. Thế nhưng khi được phóng viên hỏi rằng có biết gì về bệnh sán dây lợn hay không, thì ông Yên hoàn toàn lắc đầu và trả lời một cách hết sức ngây ngô như thế này. Thì nhà đây thì nuôi heo, nuôi chó thì chưa chích ngừa, rồi đó thì thiệt. Còn nói mà bệnh là heo hay là bị tiêu chảy hay là bỏ ăn thì cái đó thì mình kêu thú y nó vô chích thì mình trả tiền cho người ta. Và thưa quý vị, tùy thuộc vào vị trí nang sán trong cơ thể người mà có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh. Vì vậy, bản thân mỗi người chúng ta cần ý thức, chủ động trong việc phòng tránh bệnh sán dây lợn. Không ăn các thực phẩm sống như thịt lợn, nem chua, thịt lợn tái, rau sống không đảm bảo vệ sinh. Quản lý phân tươi, nhất là những vùng có người nhiễm sán dây lợn trưởng thành trong ruột. Không nuôi lợn thả rông. Quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn vệ sinh các lò mổ lợn. Người có sán trưởng thành trong ruột phải được điều trị, không phóng uế bừa bãi. Thưa quý vị, cách đây không lâu, lực lượng công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ một thần y tên Đinh Thị Bút đã dùng cỏ dại ven đường để thổi phồng lên là thần dược, có khả năng chữa trị dứt điểm những căn bệnh nan y mà nền y học hiện đại vẫn vô phương cứu chữa. Nhiều người dân đã tin theo nhưng rồi cuối cùng chỉ tiền mất tật mang. Vâng, và không chỉ có ở Quảng Ngãi mà ở Đắk Lắk cũng có một thầy lên đồng tự xưng mình có thể trị được bá bệnh bằng nước lã. Thực ra cách trị của thầy này không có gì lạ, nhưng không hiểu sao người dân vẫn tin theo. Địa điểm chữa bệnh này vừa bị đội an ninh của công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk triệt phá thành công. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tải đến quý vị ngay sau đây. Đây là ông Phạm Văn Tuấn, 47 tuổi, ngụ tại căn nhà số 216 Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, vừa bị cơ quan chức năng bắt quả tang đang đốt nhang khói nghi ngút, có dấu hiệu giở trò lên đồng, chữa trị bệnh cho một người dân. Tại thời điểm này, còn có gần 20 người khác cũng đang chờ đợi để đến lượt mình, được thầy Lan Tuấn ban phước chữa bệnh. Qua điều tra bước đầu, đối tượng Tuấn bắt đầu hoạt động mê tín dị đoan từ thời điểm tháng 5 năm 2018 bằng cách lén lút loan truyền tin về khả năng chữa bách bệnh của mình và mỗi tháng chỉ chữa vào 2 ngày nhất định, mùng 1 và mùng 15 âm lịch, khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin trót rơi vào chiếc bẫy của tên thần y dỏm. Vào khoảng tháng 5, tháng 6 năm 2018, thì khi đó tôi mới bắt đầu là chữa trị cho một số người bị bệnh.
Đó, thì một tháng chỉ có được hai ngày, ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch. Người nào có bệnh là đem theo chai nước suối. Đó, thì chữa bệnh bằng cách lên đồng. Thì khi mà sát đồng lên đồng á, thì cái vị là mà nhập vào tôi đó, thì mới cầm cái chai nước suối đó, và cái mà các vị đó họ bắt ấn, họ làm phép vô cái chai nước suối đó cho người có bệnh uống. Vâng, và thưa quý vị, chính tâm lý có bệnh thì vái tứ phương của người dân chúng ta thực sự mới là nguyên nhân để những thần y dởm như sự việc trên lợi dụng lừa gạt. Đặc biệt đã có không ít bệnh nhân ung thư, bệnh nặng càng thêm nặng vì tin lời các thầy, hay thậm chí có người không có bệnh cũng được thầy phán cho có bệnh. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ đừng tin vào những trò mê tín dị đoan, trị bệnh thiếu khoa học tương tự như trên để rồi phải lãnh những hậu quả rất đáng tiếc thưa quý vị. Thưa quý vị, có một thực tế hiện nay đáng lưu ý chính là thực trạng nhà vệ sinh công cộng tại nhiều nơi trên cả nước đều chưa đạt chất lượng. Và một số nơi nhà vệ sinh rất dơ bẩn, người dân thực sự còn thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Chính vì vậy mà một số loại bệnh đã phát sinh do nhiễm khuẩn từ nhà vệ sinh bẩn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Bên cạnh đó, nhà vệ sinh sạch sẽ tại bệnh viện, trường học, những nơi công cộng cũng đã trở thành một tiêu chuẩn để đánh giá văn hóa của địa phương, đặc biệt là trong mắt người nước ngoài. Vâng, và với những lý do này thì Bộ Nội vụ đã chính thức trao quyết định thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam. Buổi lễ đã được diễn ra vào ngày hôm qua, 8 tháng 11 tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Theo đó, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trụ sở tại số 5 đường 30 tháng 4 thành phố Thủ Dầu Một với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Tiếp đến sẽ tập trung xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng hiện đại phù hợp cho từng khu vực và từng vùng miền, tạo bước đột phá về văn minh, đem lại lợi ích cho cộng đồng. Bên cạnh đó, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam cũng đã tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ lần 1 giai đoạn 2018-2023. Bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 15 thành viên, bầu Ban thường vụ gồm 9 thành viên và Ban kiểm tra gồm 5 thành viên. Kính thưa quý vị khán giả, tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, với tình trạng giao thông khá phức tạp, thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm, trong những khoảng thời gian này thì lực lượng y tế thường khó cấp cứu kịp thời những trường hợp người bệnh đang nằm tại nhà. Và vào ngày 7 tháng 11 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã phối hợp cùng với Trung tâm Cấp cứu 115 dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra mắt mô hình thí điểm cấp cứu bằng xe hai bánh nhằm cấp cứu kịp thời những trường hợp xảy ra trong giờ cao điểm. Dù mới triển khai, nhưng mô hình này đã cho thấy những ưu điểm của nó. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng xem qua về mô hình này như thế nào quý vị nhé. Sáng 7 tháng 11, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh chính thức thí điểm mô hình cấp cứu ngoại viện bằng xe hai bánh. Đây là bệnh viện đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm mô hình này. Mô hình xe cứu thương hai bánh được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh giao cho Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 nghiên cứu để thí điểm trong một thời gian dài. Những trường hợp mà vừa cái thuộc về những cái hẻm sâu hẻm xa mà xe cấp cứu vô tiếp cận rất là khó, thì cái xe ưu thế là đương nhiên là xe hai bánh là ưu thế hơn và tới nhanh hơn. Nhưng mục tiêu ban đầu của cái mô hình này là tiếp cận nhanh nhất tới hiện trường để mình sơ cấp cứu ban đầu, đó là mục tiêu chính. Có thể vận chuyển bằng xe của bệnh viện sẽ tới sau. Hiện tại thì bệnh viện chúng tôi thực hiện cái mô hình thí điểm cấp cứu xe hai bánh là đối với cái chi phí của xe thì bệnh viện không có tính. Xe cấp cứu hai bánh được Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đưa vào thí điểm gồm hai chiếc xe tay ga, trên xe được trang bị hai tủ thuốc với đầy đủ các loại thuốc, trang thiết bị cần thiết cho một ca cấp cứu khẩn cấp. Ngoài ra, trong vali còn trang bị bộ đặt nội khí quản, ống bóp, kim tiêm, máy sốc điện, máy đo điện tim cùng các dụng cụ thiết yếu để có thể thực hiện hồi sức một cách nhanh nhất. Sợ nhất là cái kẹt xe. Nó kẹt xe một cái người nhà mình nó bắt đầu mình lo quá. Nếu như trong hẻm thấm thì xe hai bánh đi vô thì nó rất là dễ đi. Thì thấy bà như vậy thì mình cũng kêu cái này nó hay hơn. Hy vọng khi loại hình cấp cứu này đi vào hoạt động, chắc chắn việc tiếp cận cấp cứu người bệnh sẽ nhanh chóng hơn. Đây sẽ là mô hình được kỳ vọng sẽ đạt hiệu quả cao và được nhân rộng trong thời gian tới để người dân được điều trị, cấp cứu nhanh hơn nữa. Giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nóng đang ngày càng trở nên đáng báo động, đặc biệt là đối với các thanh niên trẻ tuổi hiện nay. Thế nhưng rất ít ai trong số họ khi cầm hung khí hành động nóng nảy lại nghĩ đến hậu quả của nó, phải không anh Nhật Trường? Vâng, quả thật như vậy thưa quý vị. Và đến bây giờ, khi mà Nhật Trường đi ra ngoài đường mà thấy các thanh niên tụ tập đông người có chút mâu thuẫn là vô cùng hoang mang. Từ khi được dẫn chương trình Miền Đông 24 giờ đến nay thì bản thân Nhật Trường đã tiếp nhận được không ít những thông tin về những cái chết thương tâm chỉ vì đâm chém nhau của các thanh niên. Và đêm qua cũng là một cảnh hỗn chiến rất kinh hoàng của hơn 10 thanh niên ở Bình Thuận mà phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận, và ngay sau đây sẽ được chuyển đến tất cả quý vị.
Hôm qua ngày 8 tháng 11, tổ đặc nhiệm phòng chống tội phạm thuộc công an thành phố Phan Thiết trong lúc tuần tra trên đường Nguyễn Hội thuộc phường Phú Trinh đã phát hiện hai nhóm thanh niên với hơn 10 đối tượng ngụ tại thành phố Phan Thiết đang cầm hung khí chuẩn bị lao vào hỗn chiến. Ngay lập tức, tổ công tác khống chế bắt giữ được 6 đối tượng, tạm giữ 5 xe máy cùng 9 hung khí bao gồm mã tấu, dao, kiếm tự chế. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ những xích mích trong việc vay mượn tiền trước đó nên hai nhóm thanh niên này đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng cách ẩu đả. Tiếp theo chương trình là một thông tin nóng mà phóng viên Miền Đông 24 giờ đã ghi nhận được từ phía công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, và có lẽ đây cũng là một thông tin mà tất cả chúng ta đều cần lưu ý để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo khi tiến hành rút tiền tại các trụ ATM. Vâng, và thưa quý vị, đây là hiện trường của một vụ cướp tài sản vừa mới xảy ra vào thời điểm trưa ngày 7 tháng 11. Một người đàn ông 36 tuổi quê ở Bình Thuận đang tiến hành rút tiền tại một trụ ATM nằm trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An thuộc quận 12. Sau đó, anh cầm số tiền 10 triệu đồng trên tay và chuẩn bị rời đi thì bất ngờ tai họa đã ập đến. Một đối tượng tên Cường từ sau lưng bất ngờ dùng ớt trét vào mắt người đàn ông này, rồi lợi dụng lúc nạn nhân hoảng loạn, cướp đi số tiền vừa rút ra từ ATM và định tẩu thoát. Nhưng sau cùng, y đã bị tóm gọn trước sự vây bắt của người dân. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bị nhắc nhở về việc đi vệ sinh không đúng chỗ, nhưng thay vì hối lỗi vì hành động của mình thì một nam thanh niên đã ôm hận tìm cách trả thù. Hắn đã trả thù gia chủ như thế nào? Xin được mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Theo hình ảnh trong clip, một nam thanh niên đi xe máy đậu trước cửa nhà của một hộ dân rồi liên tục đổ xăng vào cửa. Sau đó, hắn đẩy xe lên phía trước tránh nơi đổ xăng và bắt đầu châm lửa đốt. Khi lửa bừng cháy, hắn cũng phóng xe bỏ chạy. Xem đoạn camera trích xuất, có thể thấy hắn đã che biển số xe máy trước khi thực hiện hành vi trả thù, và thậm chí hắn còn bị lửa bén vào chân phải sau khi châm lửa. Trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip gần 1 phút ghi lại hình ảnh nam thanh niên chạy xe máy không biển kiểm soát, có hành động làm xiết trên đường khiến nhiều người phải thót tim. Và ngay sau khi clip được đăng tải thì đoạn clip này đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Trong đó, nhiều người đã tỏ ra bức xúc về việc nam thanh niên này đi xe máy xem thường luật giao thông và xem thường tính mạng của người tham gia giao thông. Sự việc cụ thể như thế nào xin được mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Theo hình ảnh trong clip, nam thanh niên này không đội mũ bảo hiểm, đứng một bên xe máy, một tay điều khiển phóng như bay với tốc độ cao trên đường. Điều đáng nói là hắn liên tục có những hành động lạng lách, đứng lên, ngồi xuống, thậm chí đưa một chân ra ngoài trong lúc chạy xe, mặc cho phía trước là xe container đang lưu thông. Hành vi của quái xế này làm cho mọi người vô cùng hoang mang. Chỉ cần một chút sơ sẩy có thể gây nguy hại cho chính bản thân và những người lưu thông trên đường. Được biết, sự việc vừa xảy ra tại Phủ Lý, Hà Nam. Thưa quý vị, sau khi tuyên bố ca khúc Người Ta là bản ballad cuối cùng trong sự nghiệp ca hát của mình, thì Sĩ Thanh mới đây đã đánh dấu chặng đường âm nhạc mới của mình với dòng nhạc điện tử. Không chỉ mang đến giai điệu sôi động trong MV Don't Make Me Cry vừa được phát hành, Sĩ Thanh còn gây bất ngờ với hình tượng gợi cảm, táo bạo. Don't Make Me Cry là sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. MV có cốt truyện ăn theo bộ phim Thái Lan nổi tiếng Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Bản Thân. Trong đó, Sĩ Thanh xuất hiện cùng nhóm bạn là những cô gái cá tính gợi cảm. Bước ngoặt của câu chuyện là khi một người trong nhóm bị người yêu lạnh nhạt. Chứng kiến bản thân suy sụp, Sĩ Thanh cố gắng an ủi, động viên, nhưng thực tế cô chính là nguyên nhân khiến tình yêu của người bạn tan vỡ. Trong Don't Make Me Cry, Sĩ Thanh cũng gây ấn tượng với vẻ đẹp đầy gợi cảm về hình thể, hứa hẹn đây sẽ là một sản phẩm gây sốt trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau thành công vang dội của ca khúc Con Bướm Xuân phiên bản remix, Hồ Quang Hiếu đã trở thành nam ca sĩ có bài remix ấn tượng nhất nhì là nhạc Việt. Và mới đây, Hồ Quang Hiếu cũng vừa phát hành phiên bản remix cho bản hit Khi Nào Thì Em Mới Biết. Và chúng ta hãy cùng đón xem sản phẩm lần này có điều gì đặc biệt quý vị nhé. Khi Nào Thì Em Mới Biết là ca khúc do chính Hồ Quang Hiếu phát hành năm 2016, được đông đảo khán giả yêu thích. Khác với vẻ trầm buồn sâu lắng trước đó, phiên bản remix mang đến giai điệu sôi động và bắt tai hơn hẳn. Chưa đầy một ngày phát hành, ca khúc đã nhận được hàng triệu lượt xem trên YouTube. Thưa quý khán giả, theo thông tin mà chúng tôi nhận được từ số điện thoại đường dây nóng của chương trình, thì thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ mất trộm tài sản trong cửa hàng thức ăn nhanh, quán ăn. Và điều đáng nói là chỉ cần một phút sơ hở, có những nạn nhân đã mất hàng chục triệu đồng. Vâng, và làm thế nào để hạn chế tình trạng này cũng như bảo vệ tài sản ở nơi công cộng sẽ là nội dung mà chúng tôi đề cập ngay sau đây. Mang theo ba lô, giỏ sách khi đi ăn, mang laptop đến quán cà phê làm việc là những hình ảnh thường thấy tại các cửa hàng, quán ăn.
và sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu chủ nhân của những vật dụng trên không lơ là, mất cảnh giác. Cuối tháng 10 vừa qua, tài khoản Facebook có tên MT đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bài viết chia sẻ về sự cố bị mất laptop tại một cửa hàng cà phê. Chỉ sau thời gian ngắn được đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trước đó vào cuối tháng 4, nạn nhân có nickname Facebook JV đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại sự việc mình bị mất trộm túi xách trong quán trà sữa tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Theo những gì camera ghi lại, lợi dụng lúc JV đang ngồi chơi cùng với lại nhóm bạn trong quán trà sữa thì có một bé gái đã lấy trộm chiếc túi đặt sau lưng rồi đặt lên bàn của mình. Cô bé lục lọi đồ trong túi rồi nhét cả chiến lợi phẩm vào chiếc túi của mình, sau đó thu gom đồ đạc đi thẳng. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, đoạn clip trên thu hút rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra rất ngỡ ngàng, bất ngờ trước hành vi trộm cắp của bé gái. Một số khác lại không khỏi thắc mắc về việc ai sẽ là người bồi thường thiệt hại cho trường hợp trên. Trong trường hợp mà chúng ta đi ăn trong quán mà chúng ta không thực hiện cái việc là nhờ nhân viên của quán gửi giữ dùng các cái đồ đạc của chúng ta, mà nếu như vô tình xảy ra cái việc mà mất trộm, thì rõ ràng trong trường hợp này thì cái chủ quán người ta sẽ không chịu trách nhiệm trong việc bồi thường của chúng ta. Trong trường hợp này, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, thì cái người bị mất trộm sẽ phải phối hợp với lại chủ quán để nếu như có cái dữ liệu hoặc là trích xuất camera hoặc là những cái người thực khách khác trong cái quán người ta làm chứng với cái việc là xác định được một cái đối tượng nào đó đã trộm cắp, thì từ cái dữ liệu này chúng ta sẽ gửi đến cơ quan công an để người ta tiến hành xác minh làm rõ cái đối tượng. Cũng theo các chuyên gia, khi có tình trạng trộm cắp xảy ra, người dân có quyền trình báo với cơ quan chức năng. Nếu giá trị tài sản bị mất trên 2 triệu đồng, chủ quán phải có trách nhiệm cung cấp tất cả bằng chứng, dữ liệu cho cơ quan chức năng để sớm tìm ra thủ phạm. Nếu như chúng ta bị mất cắp, thì việc đầu tiên là chúng ta phải cùng với cái chủ quán sẽ tiến hành làm rõ một số cái vấn đề, ví dụ như là xác minh nữ là xem là trong quán đó có cái dữ liệu về camera để xác định được ai là người khả nghi đã lấy cái tài sản của mình hay không, hoặc là trong quán những cái thực khách trong quán có ai biết được hoặc là chứng kiến cái việc mà có một cái người nào đó đã lấy cái tài sản của mình hay không. Sau khi chúng ta có những cái chứng cứ ban đầu thì chúng ta sẽ trình báo với cơ quan công an gần nhất. Về nguyên tắc trình báo tội phạm cũng như là tố giác thì pháp luật không có quy định cái thời gian là kể từ cái ngày hoặc là kể từ cái lúc mà xảy ra cái sự việc thì bao lâu chúng ta mới trình báo. Bằng cách lợi dụng sơ hở của khách hàng, các đối tượng trộm cắp ra tay chiếm đoạt tài sản. Mặc dù thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp này không mới, từng được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì vậy, để đảm bảo tài sản đi ăn hoặc tham gia hoạt động ở nơi đông người, người dân cần lưu ý một số vấn đề sau. Chủ động bảo quản tài sản cá nhân, đặc biệt là các thiết bị có giá trị như điện thoại di động, laptop. Nếu mang theo túi xách, ba lô, cần đeo hoặc để ở vị trí có thể quan sát, tránh mang ra phía sau. Nếu vì lý do cá nhân phải rời khỏi quán trong thời gian ngắn, cần nhờ nhân viên quán trông giúp. Nếu không được sự đồng ý của nhân viên, nên mang tài sản rời khỏi quán. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi đã giúp quý khán giả có cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề này. Và để liên hệ với chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang Facebook Miền Đông 24h hoặc thông qua tổng đài 0898454244. Và quý vị cũng đừng quên mở kênh BTV1 vào lúc 18h và kênh BTV2 vào lúc 19h45 hàng ngày để theo dõi chương trình. Còn bây giờ, Thủy Tiên và Nhật Trường xin chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối tràn đầy niềm vui.